tục thông tin về sự việc bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu xảy ra vào ngày 25 tháng 12 mà VTC14 đã đưa tin. Ngày 26 tháng 12, Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1960, ngụ ở quận 9 để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu của chị Tuyết. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa hai người. Theo thông tin từ Công an quận 9, kết quả hai mẫu nước lèo trong nồi bún riêu mang đi xét nghiệm đều chứa thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng. Hiện Công an quận 9 đang tiến hành hoàn tất hồ sơ và các thủ tục để bàn giao nghi can cho Công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét khởi tố về tội giết người.